Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện trên kênh YouTube của Ngọc Tuấn Live được phát sóng vào lúc 10 giờ 15 phút sáng mỗi ngày. Trong chương trình ngày hôm nay, A à, Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma nằm trong series của Cự Lãng của tác giả hồi ức. Lần này là cụ Cự Lãng sẽ đi bắt quỷ vá thi và con quỷ vá thi nó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi trong hai tập ngày hôm nay và ngày mai hãy nhớ ủng hộ a tún ủng hộ tác giả hồi ức bằng cách ấn vào nút like nút share video đừng quên ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi a tún ra video mới trên kênh youtube của a tún live và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập một cụ Cử lãng bắt quỷ vá thi mặt trăng đỏ đã nhô cao qua khỏi lưỡi tre làng tiếng chó chu hòa với tiếng du con khắc khoải vọng lại từ nhà ai lúc xa lúc gần giữa bốn bề cô tịch cái giọng oe oe con nít mới chào đời vang lên lanh lảnh xé toạc cả màn đêm đêm khuya mà nghe tiếng trẻ con khóc no quả thực là rát ruột rát gan lắm Ra dạ rồi ra rồi Màu màu ra, ra ngoài thông báo đi Tiếng khóc vừa rồi phát ra từ một ngôi nhà Ba gian hai trái rộng lớn Đèn đuốc sáng rực Một người đàn bà dáng dấp như là bà đỡ Khép nép cẩn thận trao đứa bé Còn đỏ hòn cho một người khác Đoạn kính cẩn Thưa mẹ tròn con vuông rồi ạ à. Tốt lắm Sao bên kia lĩnh thưởng đi Tiếng cửa gỗ đóng lại Phát ra âm thanh khô khốc bên trong vọng ra giọng nói yếu ớt thì thào con của tôi cho, cho tôi xem mặt nó ở bên một gian buồng khác đứa bé này sao đôi mắt của nó đáng sợ như vậy đừng lo chỉ cần làm theo lời ta thì trong vòng một tháng mắt nó sẽ trở lại bình thường dạ dạ vâng ạ à. dạ thế vạn sự xin nghe theo thầy cả Vậy là thành công mỹ mãn rồi nhá Tôi đã giữ chọn lời hứa với bà Giờ đến lúc tôi phải đi rồi Nhớ kỹ lời tôi dặn đấy Một ly cũng không được trái Dạ gia đình xin đội ơn thầy Thầy giúp gia tộc chúng tôi một việc lớn Cả đời tôi cũng chả dám quên Dạ đây là một chút lễ mọn Là tấm lòng của chúng tôi Mong thầy nhận cho Người đàn ông dâu tóc rậm rạp Cặp lông mày rủ xuống Che khuất đôi mắt Lão khẽ nhếch mép cười Tôi không cần vàng bạc chỉ cần thứ mà chúng ta đã giao kèo với nhau, thế thôi. người đàn bà cúi thấp đầu, dạ, nó giờ là của thầy. bầu trời đêm lạnh lẽo, bất ngờ nổi trận rông gió, sấm sét ù báo hiệu cơn mưa sắp đến. bên trong căn nhà đốt đuốc đỏ lử, một xác người đột nhiên bật dậy, mở cặp mắt trắng dã nhìn ra bầu trời sấm sét chẳng chịt thời gian đã thấm thoát trôi đi ba mươi năm thầy ơi hình như ở đây có hội làng thầy nhìn xem người đông quá để con chạy lên xem trước thầy nhé gã thanh niên còn chưa kịp để cho lão già đồng ý đã chạy lên phía trước ông già râu tóc bạc phơ nhìn theo mà lắc đầu cười khổ ai dân à con thấy chưa, sư huynh của con lúc nào cũng như là trẻ con, lớn rồi nhưng còn ham vui lắm. rời ta ra thì không biết sẽ ra sao. Sau này khi ta khuất núi, các con cố mà bảo ban nhau. cậu trai tên dần khẽ gạt mồ hôi trên chán. thầy đừng nói vậy, thầy vẫn còn khỏe lắm. thầy phải sống thật thọ để chỉ dạy cho chúng con chứ. ông cụ lắc đầu, sống rồi chết đó là quy luật của tự nhiên chẳng ai kháng lại được nếu ai tham lam cố tình chống lại tạo hóa ắt sẽ chẳng nhận được cái kết cục tốt đẹp muốn trường thọ chỉ có cách là ăn ở cho thật tốt làm những điều phúc đức như thế ta sẽ được sống mãi trong lòng mọi người tiếng thơm muôn thuở thực chất chết đi chỉ là sự ngưng nghỉ tạm thời trước khi bước sang kiếp khác những gì chúng ta nhận ở kiếp này chính là đang trả nghiệp của kiếp trước hoặc là đang hưởng phúc báo của kiếp trước đó dần nghe vậy liền thưa dạ con hiểu rồi cũng giống như là hoa sen hương thơm bay mãi đông sang hạ tàn hưởng là hết kiếp thế nhưng kỳ thực là sự nghỉ ngơi để được tái sinh phải không thầy ông cụ vuốt râu cười, cười cười đúng là như vậy Chính là như vậy Ông cụ này không ai khác chính là cụ cự lãng Cùng với hai người học trò là Dần và Phụng Hôm nay đã đến địa phận làng Đông Xá Thuộc huyện Mỹ Lộc, Phủ Thiên Trường Giết, giết chết nó đi Quần ác nhân, đồ quỷ dữ Từ xa, cụ cờ và Dần đã nghe được những âm thanh chát chúa đầy kích động Cùng lúc đó, thằng Phụng hớt hải Vừa chạy lại vừa thở không ra hơi Thầy ơi, thầy, có có người chết thầy ơi cụ cự lãng nhíu mày khuôn mặt bỗng chốc rơi vào trầm tư dần sốc lại tay nải giết giết người hả anh phải nghe nói là chết mấy mạng người rồi ghê lắm anh bình tĩnh kể đầu đuôi xem nào phụng cao có trời ơi người đông cứ như nêm cối ai nấy đằng đằng sát khí tôi có hỏi nhưng cũng chỉ biết là có một gã điên giết ba bốn mạng người trong nhà một lúc bây giờ cả họ tộc người ta lẫn dân làng đang đè hắn ra sắp sửa hành quyết rồi nghe phụng nói vậy dần không hỏi thêm tự mình chen vào đám đông tìm hiểu sự tình đang bị vây kín bởi biển người là một người đàn ông độ ngoại tứ tuần trông qua giống như là dân đen bần hàn bởi tuy có lấm lem bẩn thỉu nhưng trên người lại là có thứ vải vóc thượng hạng tay của y bị trói quạt ra trên mặt bê bết máu không rõ là máu của y hay là máu của ai này này nó giết ai vậy bác dần hỏi một người đứng trong đám ôi ơi, quân ác nhân nó giết cả nhà nó đấy chú ơi vợ với hai đứa con cùng với một người ở đúng là cái loại không phải người mà ôi xa, sao ác thế nó bị điên à Điên cái gì Nó hóa quỷ rồi Nó giết mấy mạng người trong làng rồi Này mới bắt được tận tay đấy Nào nào tránh ra Quan phủ đi nào tránh ra cho quan phủ đi nào Vừa nghe đến quan phủ Ai nấy giạt sang bên tránh đường Người bước tới trước là một người trẻ tuổi Vận quan phục Rõng rạc nói với Nam Đông Đây là một vụ án quan trọng Mong bà con bình tĩnh Để cho quan phủ giải quyết Mọi người đừng có kích động Một người dáng dấp Xem ra là ông trưởng làng Ông đứng ra Đoạn nheo nheo mắt nói Ờ à, bẩm quan Nếu chỉ là một vụ án mạng bình thường Chúng tôi Cũng xin để quan giải quyết Nhưng cái chuyện này nó khủng khiếp quá Và lại Cũng có người chứng Nhìn tận mắt Thấy kẻ hóa điên Ăn thịt vợ con mình Việc này đúng là nó quá sức tưởng tượng Không thể xử theo phép thường Theo hương ước của làng bấy nhiêu năm Có ba tội cực nặng Không dung thứ ấy thứ nhất là giết cha mẹ Thứ nhì là giết con cái Thứ ba là giết vợ chồng Bá hộ thiên phạm phải tội giết vợ giết con Giết cả người hầu vô tội Thật không dung tha được này chúng tôi cũng đã gia đình làng Thắp hương kính cáo các quan phủ thần linh Nội trong ngày hôm nay Làng sẽ xử hắn tội chết Quan nghe vậy liền cau mày nói Làng đúng là có lệ của làng Tôi cũng không có dám bàn cãi nhiều Nhưng xử hắn chết ngay E rằng có phần hấp tấp Theo thể ý của tôi Tôi xin làng cứ để thư thư vài hôm để chúng tôi đưa hắn về phủ Lấy lời khai Còn có cái để mà báo lên bên trên chứ Trong đám đông Có người xì xào Dạo ôi Đây chẳng phải là người trong họ của quan hay sao Định dày già dà rồi tìm cách thả nó đi đấy mà Mấy lời ấy lọt vào tai quan Quan nói Mọi người yên tâm Báo hổ thiền đây đúng là người nhà tôi thật Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không vì thân thích Mà dung túng bao che Xin mọi người cứ yên lòng trưởng làng quay lại về phía người dân chuyện này quan đã nói như vậy rồi bà con thấy thế nào xung quanh lại bắt đầu xôn xao cuối cùng có một người bước lên thôi thì vốt mặt này mũi chúng tôi nghe theo quan nhưng nội ba ngày quan phải trao trả hắn về cho làng sử cũng nói để quan đề phòng hắn là kẻ vô cùng nguy hiểm mong quan nhốt hắn cho kỹ đừng để hắn trốn rồi đến lúc gây ra tai họa đi Ờ được Tôi nhận lời với bà con Nhất định ba ngày sau sẽ trả bá hộ thìn về cho làng Dần tách ra khỏi đám đông Quay về phía của thầy đang đứng cách đó Thầy ơi Thầy có thấy Cụ cự lãng đưa tay lên Che miệng dần lại Chờ nói ở đây Chúng ta đi tìm quán trọ nào Làng Đông Xá là một ngôi làng giàu có Thuộc huyện Mỹ Lộc, Phủ Thiên Trường Khác với những làng quê nghèo khác Chỉ quanh năm làm bạn với con trâu cây cày sống nhờ vào lúa ngô làng đông xá chủ phú bởi những vườn cây ăn trái quanh năm tươi tốt những bãi phù sa trồng dâu nuôi tầm xanh ngút ngàn nghề xe tơ dệt vải vô cùng phát triển người dân làng đa phần là có nhà máy ngói sân lát gạch đỏ nhà nào cũng có trâu bò chưa kể là nhiều nhà giàu có còn có cả cái chuồng nuôi ngựa nào nào mời khách quan mời khách quan khách quan đến mướn phòng phải không vừa nhìn đã biết các vị không phải là người của xứ này rồi nói không phải khoe chứ nhà trọ chúng tôi là sang nhất nhì cái làng đông xá rồi đấy à phải nói là nhất cả cái huyện mỹ lộc này đợt này đang có miễn phí bữa sáng <laughs> khuyến mại bữa tối cho khách lại sẵn ngựa cho các vị tha hồ mà đi dạo chơi em nói không phải tự hào chứ các quan ở trên phủ thậm chí có người từ kinh thành cũng ghé qua quán trọ này dùng bữa đấy. Bà chủ trọ cứ liến thoáng khi thấy mấy thầy trò bước vào. Như là sợ lời mình nói chưa đủ thuyết phục. Bà còn nài nỉ. Nào nào, em mời các vị lên xem. Thích phòng nào cứ chọn. Em lập tức kêu thằng cô, nó mang trà lên. Nào nào, tự nhiên, cứ tự nhiên vào đi. Cụ cự lãng trưng ra vẻ mặt hoan hỉ. Vâng, thế xin đội ơn bà phiền bà cho chúng tôi lên xem phòng thế nào mụ hớn hở đi trước mấy thầy trò từ tốn đi theo dần thì thầm vào tai thầy thầy ơi nơi này sợ là mình không thuê nổi đâu cụ cự lãng tủm tỉm anh cứ đợi mà xem thầy trò lên xem xét một hồi cụ cự lãng chọn một buồng ở phía cuối hành lang đây Thế bà chủ cho chúng tôi chọn cái chỗ này nào Mụ chủ cười tít mắt Quản bác quả là người tinh tường Buồng này nhìn ra ba hướng Trông vô cùng thoáng đãng Buổi sáng chỉ cần mở cửa sổ là đón được ánh mặt trời rồi Ngắm được người đi lại bên dưới đấy Xa xa là dòng sông huyền bí để Thuyền bè đi lại Ôi chao Mụ quay sang nói với thằng cô Đang sách hành lý Nào, xuống bê trà lên đây xem nào Thằng cô đi rồi Cụ cự lãng bèn nói Ờ à, bà chủ này Nơi này là thủ phủ của ngành tơ lụa Bình thường lẽ ra là phải đông thương lái khanh khách quan tới lùi chứ Nhà trọ đáng lý ra cũng phải đông người đến mớn phòng chứ Sao Sao mà hôm nay nó vắng hoe vắng hoắt như thế Nụ cười trên môi của mụ chủ Như héo đi vài phần Nhưng trong thoáng chốc Mụ lại cả lấy lại vẻ tươi tỉnh <laughs> Dạ vâng ạ à. Cụ nói không sai Có điều Cũng có lúc thế này Có lúc thế kia Có phải là lúc nào nó cũng như lúc nào đâu Câu trả lời của mụ có phần khiên cưỡng Dần ngay lập tức thắc mắc Trước khi vào làng Đi qua mấy cái quán trọ Trên đường cái quan ấy, Tôi thấy người ta ra vào nườm nượp Chỉ thế lạ là, là sao họ không trọ trong làng Quán trọ này lại tiện nghi Bà chủ lại có nhiều khuyến mãi như thế Mà khách vắng tanh là cứ làm sao Phụng cũng hùa theo Này bà chủ Đừng nói là quán trọ của bà có ma đấy nhá Bà chủ trọ Vừa nghe nói đến là có ma Thì bỗng dưng mà tái mét Giọng của bà rôn rôn Sư bố nhà cánh anh cô này à, đừng, đừng có nói bậy Nhà trọ của tôi là vô cùng sạch sẽ Không có cái thứ suối quẩy đen đổi đâu Phụng hớn hở Chả giấu gì bà Chúng tôi là pháp sư trừ ma trừ quỷ Có chúng tôi ở đây thì cho dù là ma quỷ Cũng đừng hòng mà dở trò Nếu mà bà thích Chúng tôi sẽ khuyến mãi cho bà tấm bùa trừ yêu Bùa cầu tai Đảm bảo treo lên đó Nhà bà khách nó lại trả đông như chảy hội Mụ chủ vừa nghe đến đây thì mắt sáng như mắt mèo Mụ chắp tay dối xíp Ôi trời ơi đúng đúng là có mắt như mù thảo nào thảo nào nhìn cụ đây khí khái phi phàm không giống như là người thường chả giống gì các vị trước đây quán tôi đông lắm nhưng từ khi xảy ra cái câu cái sự ấy thì bà chủ ơi ở dưới nhà có khách hỏi thăm này thằng cu nó chạy lên gọi cắt ngang câu chuyện của mộ mộ thở dài các vị các vị nếu như có thể giải quyết giúp tôi cái chuyện này giúp quán của tôi đông trở lại Tôi hứa tôi tôi sẽ giảm nửa tiền cho các vị Mộ chủ đi rồi Cụ cự lãng mới nói với thằng cu Đang bưng trả lên Cậu này Ở trong làng ta có bao nhiêu quán trọ Dạ Có độ năm sáu quán nữa ạ Quán nào cũng vắng thế này sao <laughs> Dạ thưa cụ ấy lắm Thật tình Chưa có khi nào nơi đây nó lại điều hưu như thế này cả Trước đây người qua kể lại tấp nập Cả làng còn sáng đèn đến nửa đêm Chả kém gì phố huyện Còn bây giờ thì Cụ cự lãng gật đầu Ra chiều thông cảm à, Các vị là những vị khách duy nhất Ở xóm trọ này đấy Chừng nào lão thìn chưa bị xử chết Nơi đây vẫn còn phải chịu tai ương lắm đi ạ à? Thằng cu nói xong Rồi bỏ đi Phụng nhìn thầy Rồi quay sang nhìn dần Giọng hồ hởi con đã xem qua bảng giá phòng treo ở trên tường bên dưới sảnh rồi. Bà chủ có vẻ đã liên tục giảm giá, mà vẫn chẳng có ma nào thèm thuê. Mai con làm bùa cầu tài cho bà ấy. Có khi hứng lên, bà còn miễn phí cho thầy cho mình ở chứ trả trưng Cụ cự lãng nhìn hai học trò, nét mặt nghiêm nghị. Các anh thấy chuyện này thế nào? Dân nói. Dạ bẩm thầy. Theo con nghe ngóng được, thì trước khi thầy trò ta đến, làng đã xảy ra vài vụ án mạng là không tìm được hung thủ chính vì lẽ đó mà dân làng ngoài những thương lái mua tơ tầm ít vào làng hẳn đi các nhà trọ cũng vì vậy mà ế khách không chỉ là quán trọ đâu ạ à. ngay cả các mặt hàng chủ lực của làng là lụa tơ tầm cũng bị rớt giá người trong làng trước đây chỉ sản xuất chở lái buôn đến mua thì bây giờ phải tự mình đưa hàng đi ra ngoài để chào bán bà chủ trọ khi nãy có ý không muốn tiết lộ nhiều về cái vụ giết người. Sợ mình lo lắng mình bỏ đi đấy ạ à. Phụng nói Cho nên Mới thấy vẫn là thầy của mình cao tay Biết nhà trọ đang ế thiêu ế thối Giá đã tụt xuống đáy Cho nên mạnh dạn thuê phòng ở sang như thế Câu đùa tiếu táo của Phụng Không làm giảm đi nét mặt đăm chiêu Của cụ cử lắm Cụ nói Anh dần Lúc ở đam đông Anh định nói gì với thầy Bây giờ anh nói lại thầy nghe xem Dần chắp tay, dạ bẩm thầy. Lúc đứng ở đấy, con ngửi thấy mùi tà khí nồng đậm. Có lẽ đúng như người ta đồn. À. Lão Thìn đã hóa quỷ, cho nên mới giết người dã man như thế. Nhưng một người bình thường tự nhiên hóa quỷ thì là điều khó hiểu lắm. Bởi trong sách nói, chuyện hóa quỷ phải mất một thời gian dài để mà thi luyện. Còn nếu như vô tình hóa quỷ thì nhất định là phải gặp biến cố, thiên thời địa lợi. Nói cách khác, kẻ hóa quỷ chết ở thời khắc âm dương giao hòa thiên địa nhập vào làm một nhưng thời khắc đó nghìn năm mới có khó xảy ra lắm còn trường hợp thứ ba ấy là lão thiên bị quỷ nhập cái này thì con nghĩ có xác suất nhiều hơn đấy nhưng cái điều đáng ngại nhất là bởi nếu lão bị quỷ nhập thì tức là con quỷ thực sự không phải là lão mà mai đây lão sẽ bị người ta đem đi giết oan còn con quỷ kia thì vẫn tồn tại đi gây họa khắp nơi đấy ạ. À. Cụ cự lãng gật đầu đồng ý với ý kiến của học trò. Anh phân tích đúng lắm. Thầy thấy âm khí nặng nề bao phủ cả làng. Có thế lực tà ác nào đó đang chiếm cứ nơi đây. E rằng là thầy cho ta có việc để làm gì đó. Ai... em Xuân Em Xuân kìa chúng mày ơi Em Xuân xinh quá Em Xuân đi đâu đấy Gánh phân ra đồng đấy à Ôi chào Người đẹp như thế mà phải gánh phân hey, Em Xuân ơi Để anh gánh cho nào Trên con đường dẫn ra bãi ngô của làng Kim Xá Cảnh tượng nhức mắt đang diễn ra Ba bốn thằng thanh niên Vây quanh một cô gái vóc dáng nhỏ nhắn Buông lời ong bướm thô thiền Khuôn mặt cô gái đỏ bừng Vừa xấu hổ vừa giận dữ Cô quát Chúng mày cút ngay không là tao không khách sáo đâu Không khách sáo thì em làm gì chúng anh Em định đánh chúng anh đấy Thế thì đánh đi Anh đứng đây để em đánh đây này Nhưng mà em đánh anh đau Là anh về anh mắc thầy em đấy Đoạn thằng con trai ăn vận sang nhất bọn Sấn sổ tiến đến cô gái Trưng ra bộ mặt cọt nhà đê tiện Mấy đứa xung quanh thì cười lên hô hố Cô gái mới mím môi Chống ngực đập liên hồi Dơ cao cái đòn càn Cô chửi Thằng Toán, thằng khốn nạn, đổ hèn, bắt nạt con gái mà mày không biết nhục đấy. Gã trai vẫn cứ giữ vẻ mặt cân cân, càng ngày càng áp sát lại, bốp một cái. Chiếc đòn gánh không có mắt mà lại rơi trúng vị trí là mặt của thằng Toán. Chán nó sưng lên một cục to. Thằng này cay cú lắm, nó giật phát lấy cái đòn càn ném qua một bên. Còn đi, mày dám đánh bố mày đấy. Chúng mày đâu? Đứng đây làm gì? giữ con xuân lại này bố mày phải đánh cho mày biết thế nào là lễ độ xuân bị giữ chặt tay không thể nào nhúc nhích được cứu bỡ lạc nước ơi cứ cứu vậy nước mắt ràn ruộng bây giờ như cá nằm trên thớt xuân phen này cầm chắc nỗi nhục ê chề thằng toán cười hành hạch <laughs> đồng không âm quạnh em cứ gào lên em cứ gào lên để xem ai cứu em đoạn nó hung hãn giật áo của xuân Chiếc áo cánh bã trầu bật cúc để lộ ra cái yếm nâu lấp ló khoảng da thịt trắng ngần. Cả bọn con trai phấn khích, chúng nó cười sảng sặc. Ôi chào ôi chào, em xuân trắng quá. <laughs> Những ngón tay đê tiện của thằng Toán sắp sửa chạm vào em Xuân thêm một lần nữa thì bóp một cái. Không hiểu do đâu, cái đòn càn kia như không có mắt rơi thẳng vào mặt Toán. Lần này là ở bên kia khiến cho chán của thằng này nổi lên cục u cân bằng nhau trông như là cái sừng trâu Đưa nào được đứa nào đánh bố đây đưa nào đánh bố đi bọn thằng toán ngẩng lên nhìn thấy là một người đàn ông trung tuổi bộ dáng như là hộ pháp đang lăm lăm cầm đòn càn đàn ông sức giải vai rộng mà lại đi hả hiếp bắt nạt đứa con gái đấy chúng mày đúng là cái lộ sục sinh tao nói cho chúng mày biết nhá đưa lên quan phủ để tao xem chúng mày to gan thế nào đoạn người đàn ông lại vung đòn càn tiếng xé gió vun vút bọn thằng toán nhìn tướng tá động tác của người đàn ông rồi tự ướm sức mình chúng nó buông con xuân ra mày mày nhớ mặt ông đây con con chó mày cứ chờ mà xem mày nhớ đi bọn thằng toán bỏ đi rồi người đàn ông mới đỡ con xuân dậy con xuân lấy nhí nói lời cảm ơn cô đi về đi lần sau đừng có đi một mình đấy Nơi này vắng vẻ Không khéo có bị chúng nó cưỡng hiếp Thì cũng chả ai cứu được May cho cô là hôm nay gặp tôi đi Xuân cúi thấp người Cảm ơn không ngừng Rồi vội vã quẩy gánh về Chú Thường à Vừa rồi xảy ra chuyện gì thế Bẩm bà chủ Vừa có cái đám trai ngỗ ngược hà hiếp đơn gái Tôi vừa đuổi chúng nó đi rồi Không ngờ lũ trai làng nó mất dạy thế chứ lại chiếc xe ngựa của người đàn ông tên thưởng chở một người phụ nữ trung tuổi đi ngang qua xuân người phụ nữ vén rèm quan sát rồi nhủ thầm con bé trông xinh quá không biết con cái nhà ai xuân về đến nhà thì thấy một chiếc xe ngựa lớn ở trước sân chiếc xe này quen lắm rất giống với chiếc xe của ông chú ban nãy đã cứu mình ở bãi ngô từ trong nhà thu chị gái của xuân chạy ra kéo cô vào bếp thì thầm xuân ơi chết rồi chết chị rồi xuân ơi sao thế sao mặt của chị tái mét như thế thu ôm mặt thất thần làm cho xuân càng hồi hộp chị thu làm sao nói đêm xem nào người ta người ta đến đến hỏi chị em ơi ôi, ôi. xuân nhíu mày đám ở bên làng đông xá thì đúng rồi nhà bà phú hộ liễu đấy người làng đông xá Bà ấy đến Bà ấy đến hỏi vợ cho con trai Chị chị không chịu đâu Nhà bà Liễu cũng giàu có mà Chị đừng có lo Nhà bà ấy chị còn lạ gì Đận trước Làng Đông Xá có mấy vụ giết người Chị vẫn hay cùng mấy đứa bạn sang bên đấy chơi Bà Liễu chỉ có một đồng nhõi một con trai Năm nay đã 30 rồi Nó cũng đã có mấy đời vợ rồi Mà bà nào bà đấy đều yểu mạnh Một là bệnh tật ốm đau Hai là qua đời sớm Ba là Chả chịu được mà bỏ đi đấy. Chỉ còn mỗi bà vợ cả Là vẫn ở chung không có con Chết thôi Tình hình này chị mà về bên đấy Thì chắc là chị qua đời sớm Chị phải làm sao đây Phải làm sao bây giờ Xuân chấn an chị gái Thì chị cứ bình tĩnh Thầy Bu chắc gì đã đồng ý Với lại Với lại lai lịch như thế Không từ chối mới là lạ Thù cũng tự an ủi mình thì hy vọng là như thế Hay, Hy vọng là thế Nhà bá liễu Ở nhà Xuân suốt cả một ngày Cùng với ông bà Hạ Thầy Bu nói chuyện vui vẻ Nhất là khi biết được ông thưởng phu xe cho bà Liễu Đã cứu cô thoát khỏi nanh hùm vuốt quỷ Ở ngoài bãi ngô Ông bà Hạ lại càng tỏ ra chân quý Thù ý chừng sốt ruột Không biết Không biết bao giờ bà mới về Định ăn ra mà rẻ đến mất tận bao giờ đấy Buổi tối sau khi dùng bữa Bà Hạ nói với hai con Đêm nay đến lượt nhà ta đi canh miếu Thầy bu bận tiếp khách Các con đi thay nhớ Thu và Xuân tái mặt Nhưng chúng con sợ lắm Đi canh miếu Trước giờ là việc của đàn ông Chúng con Chúng con là thân gái Ở ngoài ấy Rồi như có cô hồn dã quỷ nó bắt Hoặc là Trai làng nó trêu ghẹo Thì mang tiếng lắm Sao sao mẹ không qua nhà anh thái anh thủy mà nhờ đi canh thái và thủy là hai anh đầu của thu và xuân bà hạ thở dài mẹ qua rồi nhưng anh thái con thì đi cất hàng ở tận trên tỉnh chưa về anh thủy thì phải ở nhà chăm chị dâu mới mấy đứa trẻ con dù gì thì chị dâu cũng sắp đẻ ở nhà một mình làm sao được thôi hai chị em con ra đấy một tí thôi bà liễu bà ấy không có ý muốn về nghe chừng là sẽ ở nhà ta qua đêm đấy bù sắp xếp trốn nghỉ ngơi cho bà chu đáo rồi bảo thầy con ra ngoài đó thay cho hai chị em đoạn bà chép miệng nếu như có bà liễu thì đơn giản chỉ là ngặt nỗi có cả ông thưởng cho nên một mình bù tiếp nó không tiện thu dặn cố con còn không ưng làm dâu nhà bà liễu đâu thầy bù thầy bu đừng có nhận lời bà hạ thở hắt ra bà phất tay xua đuổi con gái thôi thôi đi đi đây là chuyện của người lớn Chú mày đừng có lắm lời khách có nghe được rồi mất hay ra đấy cắt nghĩa về tục đi canh miếu ở làng kim xá như sau trước đây có câu chuyện lưu truyền rằng làng kim xá xa xưa có một dạo nhiều năm năm liền mất mùa nạn đói hành hoành khắp trốn người ta phải bỏ làng đi nơi khác để kiếm kế sinh nhai thấy tình hình như vậy ông trưởng làng không quản khó nhọc lặn lội tìm một pháp sư về xem phong thủy người pháp sư ấy phán là làng đã phạm phải lỗi khi đào canh mương dẫn thủy lợi tới tiêu ruộng đồng bởi lẽ đất của làng là được thần rùa bảo hộ từ trên cao nhìn xuống, ngôi làng dáng dấp như là cái mai rùa. Người làng không biết điều này, lúc mở mương máng đã cho đào một con rạch nhỏ đi qua đúng chỗ cổ rùa. Chẳng trách nó giống như là cái lưỡi hái đã cắt cổ thần rùa. Kể từ đó mà long mạch của làng bị phá, cho nên tai ương nó mới liên tiếp xảy ra như vậy. Người dân nghe lời thầy phong thủy, lập tức lấp đi con lạch kia Còn cẩn thận lập một cái miếu thờ thần kim quy rất trang nghiêm quả nhiên là năm ấy mùa màng tươi tốt trở lại cuộc sống dần dần ấm lo những người trước đây bỏ làng dắt díu nhau lại quay về làng quê không còn cái cảnh tăng tắc điều hưu nữa người làng vô cùng thần sùng bái thần rùa nhiều năm yên bình trôi qua cho đến một ngày nọ người dân làng miếu đi cúng bái thì phát hiện miếu bị kẻ đột nhập lấy đi nhiều đồ quý giá ban thờ bát hương bị xáo trộm tung tóe cả ra vị trí đặt tượng thần rùa cũng bị xê dịch chắc hẳn là bọn trộm nó đến khênh cả tượng thần đi nhưng có lẽ vì quá nặng cho nên chúng đành để lại năm ấy làng xảy ra một trận đại hạn hán ruộng đồng khô nứt khô nẻ nước sông cạn kiệt trơ đáy biết là thần rùa nổi giận Cả làng tổ chức cúng bái Cống nạp rất nhiều lễ vật Trang hoàng lại miếu còn đẹp hơn trước Thậm chí còn mời cả pháp sư về tế lễ Suốt mấy ngày đêm Thì thần rùa mới hạ hỏa Mà bảo hộ cho làng Tới về sau Dân làng luân phiên nhau đi canh miếu Mỗi nhà một tuần lễ Hầu hết là cánh đàn ông làm Việc này duy trì cả mấy chục năm Kể từ ngày ông bà Hạ còn tuổi thiếu niên Ông bà Hạ có với nhau bốn mặt con Hai con trai đầu đã thành ra lập thất ra ở riêng Cho nên được tính là hai hộ khác Xuân và Thu ra đến miếu Bây giờ đã là giờ tất Ở trong miếu có bàn ghế Cùng với một cái sập nhỏ Để cho những người canh miếu nghỉ ngơi Ngồi từ bên trong nhìn ra ngoài Chỉ thấy một màu đen đặc Thu xoa xoa tay nói với Xuân Giận quá Xuân ạ à đóng 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 cửa miếu lại đi chị chị sợ quá đang định đóng cửa miếu thì từ từ đằng xa có ánh đuốc lập lòe như ánh lửa ma chơi tiến lại gần tăng mắt để nhìn cho rõ xem người cầm đuốc là ai thì người ấy lên tiếng thu à là tôi đây thì ra là lực người yêu của xuân hơn thu một tuổi hơn xuân hai tuổi thu tươi cười anh lực sao khuya thế này anh lại tới xuân nghe thấy chị gái kêu tên lực thì chạy ra cửa ngó anh lực lực đứng dưới mái hiên giọng vui vẻ mẹ em tới nhà tìm anh bảo anh ra ngoài này trông chừng cho hai người chắc chỉ một lát nữa là bác trai ra thay cho hai đứa về nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của em gái thu biết ý chị đi vào nằm trước một lát em vào thì đóng cửa xuân dạ vâng rồi bước ra sân cùng với lực ngồi xuống dưới cây gạo già nhỏ giọng tâm sự thu khẽ thở dài nhìn theo bóng của em mà không khỏi chạy lòng là chị em cùng một bọc thế nhưng từ nhỏ đến lớn hầu như điều gì ông trời cũng nghiêng về phía xuân xuân xinh đẹp lại có nhiều tài lẻ trai làng theo cô nhiều không đếm xuể xuân được người ta mai mối cho lực một thanh niên gia giáo cùng làng gia cảnh cũng khá giả chỉ chờ ngày đẹp là nhà trai Sẽ đem chầu cao sang giảm hỏi Nghĩ đến phận mình Thu lại an ủi Rồi lại tủi Phật Kể ra chuyện cô Với con trai bà Liễu Ở người làng Đông Xá Cũng như người ta vẫn thường nói Trăm cái duyên chẳng bằng một cái nợ Khi sư ông hạ cha cô Gặp năm hạn hán mất mùa Làm ăn thất bát Có vay bà Liễu mười phân vàng Và năm đấu thóc nhờ sự rộng rãi của ông bà liễu mà nhà ông hạ mới qua cơn khốn khó sau này ông bà hạ có đem vàng và thóc sang trả thì bà liễu nhất định không lấy bà chỉ có duy nhất một yêu cầu là mong ông hạ sau này gả một đứa con gái cho con trai nhà bà ông hạ lúc ấy mới có ba mặt con hai trai một gái chính là thu chưa tròn một tuổi còn xuân thì vẫn nằm trong vùng mẹ trong khi ông Hạ đề hòe với đàn con đủ nếp đủ tẻ Thì nhà Liễu chỉ có nhõi một con trai Vì lẽ ấy mà Thu được hứa gả cho Thành Con trai độc đinh của bà Liễu Vị hôn phu của Thu năm nay đã ngoài băm Còn Thu mới có 17 Ở tuổi này con gái trong làng nhiều đứa đã tay bồng tay bế Các cụ dạy rằng nữ thập tam, nam thập lục Ý nói con gái 13, con trai 16 là đến tuổi dựng vợ gà chồng thành gia lập thất Thu này đã 17 Cho nên chẳng bao lâu nữa Rồi người ta cũng sẽ đến giúp Chuyện này khiến Thu vô cùng lo lắng Thu không ưng Thành một chút nào Mặc dù nhà Thành giàu có Người ta nói rằng là Thành có số sát thê Mấy người vợ trước của Thành Đều yểu mệnh Người thì chết non Kẻ thì bệnh tật Người thì không sinh nở được Cha Thành là ông Liễu Cũng đã mất khi còn trẻ vấn đề nối dõi tông đường khiến cho bà liễu chăn trở đến bạc cả đầu nhưng bà lại càng quyết tâm lấy thêm vợ cho thành thu càng quyết liệt muốn rũ bỏ cuộc hôn nhân này nhìn ở ngoài sân xuân và lực vẫn đang tỉ tê tâm sự bóng hai người đổ vào nhau dưới ánh đuốc lập lòe trong tình tớ trong đầu của thu chợt lóe lên ý nghĩ xuân ơi xuân con đâu rồi xuân ơi thế về với bu con ơi tiếng gọi tiếng khóc của bà hạ vang lên đầy ai oán chẳng bao lâu cái tin của xuân con nhà ông bà hạ sau khi đi canh miếu về bỗng nhiên mất tích đã lan ra khắp cả chấn đâu đâu người ta cũng bàn tán xôn xao về việc này hay là hay là con xuân nó bị quỷ bắt rồi Ông bà Hạ tắc trách quá Cái gương ở làng đông xá nó sờ sờ trước mặt Mà thế nào lại dám cho con mình ra kinh miếu Bây giờ còn khóc lóc cái lỗi gì chứ Làng đông xá Cách mình xa xôi như thế Lẽ nào quỷ ở bên đấy Mà nó sang lại tận bên này Thế chứ lại không à Cần tắc vô em ấy nấy Thế nhưng nhưng nghe đâu Lão Thìn đã bị bắt Giải đi quan phủ cơ mà Quỷ đâu ra mà lắm thế người ta bàn tán người ta tranh luận xôn xao khắp cả đầu làng cuối ngõ trong lúc đó ông bà hạ vẫn sốt ruột đi tìm con này bà hạ sự tình thế nào hả một người bằng xương bằng thịt chứ có phải là đứa trẻ con đâu sao nói mất tích là mất tích được bà hạ ném cơn xúc động sụt sùi hôm đó nhà tôi có khách ông nhà tôi nhất thời chưa thể ra miếu thờ tôi tôi mới bảo con xuân con thu ra đấy trước rồi ông nhà tôi đi sau đến đận giờ tí ông nhà tôi ra miếu bảo hai đứa về khi ấy cậu lực còn ở đó còn thu nó mới đi trước còn thằng lực mới con xuân đi sau thằng lực nó có bảo rằng là đến ngã ba chỗ cây bàng thì hai đứa chia tay nhưng rồi chúng tôi đợi mãi mà chả thấy cháu nó về Cả đêm cổng còn để nguyên Không khóa Đến sáng nhà tôi đi tìm mà Vẫn cứ bật vô âm tín Người kia nói Này tôi nghe người ta mách Ở bên làng Đông Xá Chỗ quán trọ nhà mụ Tào ấy con thầy Pháp mới đến Chả biết là tài phép đến đâu Nhưng có bệnh thì vái tứ phương Hay là bà cứ thử sang bên đến một chuyến rồi nhờ ông ta tìm giúp Biết đâu lại tìm được Người ta nói sống thế người Chết thế xác mà Bà Hạ nghe vậy thì không kịp suy nghĩ liền đứng phát dậy Tất tả đi sang bên làng đông xá Cụ cự lãng vừa về đã nghe nói Có người tìm đến thì lạ lắm Dần bèn thưa Dạ bẩm thầy Có bà ở bên làng kim xá Lặn lội sang đây đòi gặp thầy Nhờ thầy giúp bà ấy đi tìm con gái bị mất tích ạ à? Cụ cự lãng câu mày mất tích sao dạ vâng ạ à. bà ấy lo lắng là con bà ấy bị quỷ bắt tính mạng ngàn cân treo sợi tóc trông bà ấy tội lắm thế bà ấy đâu dạ đang ở bên trong ạ à. con rước thầy vào gặp ạ à. cụ cự lãng vừa bước vào đã nhìn thấy một người đàn bà mặt mày thất sắc hai mắt sưng húp bộ dáng lo lắng đứng ngồi không yên thưa bà đến tìm lão Người đàn bà nghe cụ cử lắng hỏi thì biết ngay Đây chính là pháp sư mà mọi người nhắc tới liền quỳ sụp xuống Thầy ơi Thầy cứu nhà con với Xin thầy thương tình Ta vừa nghe Nói là bà mất con Vâng Con gái con mất tích đã hai ngày nay rồi Chỉ e rằng bây giờ là lành ít dữ nhiều Mong Mong thầy ra tay cứu vật cho Vậy thì Nhanh đưa ta đi Người ta bảo là cứu người như cứu hỏa Còn chần chừ gì nữa Người đàn bà như tỉnh cơn mê Dẫn tất cả thầy trò cụ cự lãng Về làng kim xá Trước ban thờ nhà bà hạ Cụ cự lãng lên ba nén nhang cắm vào bát Rồi dì dầm khấn vái Đoạn quay lại nói với bà hạ Tôi đã xem bát tự cho cô nhà rồi Cô ấy chưa tận số đâu Các thứ tôi nhờ ông bà mua Đã chuẩn bị đầy đủ cả chưa dạ bẩm thầy con đã cho người bày biện tinh tươm cả rồi dạ mời thầy ra xem ạ à. ở bên ngoài sân đã bày sẵn bản lễ theo các hướng đông tây nam bắc dân làng hiếu kỳ đến xem đông lắm cụ cự lãng giải thích một bàn mời thổ công một bàn mời chư vị quỷ thần một bàn mời chư vị thánh thần một bàn thỉnh gia tiên không dễ để có thể mời được cả bốn vị đó đến cùng một lúc nhưng ta sẽ cố gắng hết sức trong lúc ta đảnh lễ không ai được phép quấy rầy dần phụ các anh nên nhang lên đi cụ nói với mọi người đoạn cụ bước vào ngồi xếp bằng tròn nhắm mắt lim dim như người đang ngủ gật những ánh nến được thắp lên sáng rực rồi hiện rõ ở trong vòng tròn âm dương Cụ Cự Lãng tọa thiền rất lâu, xung quanh lặng ngắt như tờ, không có một tiếng chim hay tiếng dế kêu, cũng chẳng có lấy một ngọn cỏ đang lay động gì. Nửa canh giờ trôi qua, cụ đột nhiên mở bừng mắt, toàn thân vận khí dập tắt toàn bộ ánh nến. Không, nến không tắt, vẫn còn duy nhất một ngọn đang le lói. Cụ Cự Lãng bật dậy, chỉ cây gậy về phía ngọn nến đang sáng đi theo hướng tây cùng tất cả dân làng lập tức hò nhau tìm người đợi thời khắc này qua đi e rằng khó kiếm vậy là người nhà bà hạ cùng mọi người cuống cuồng đi thưa cụ đã ra đến bờ sông rồi ở đây là ranh giới của hai làng kim xá và đông xá ông hạ nói với cụ cự láng mọi người chia ta nhau ra đi tìm đi rất có thể là cô ấy đang đâu đó quanh đây đấy những ánh đuốc bắt đầu tản ra các phía người ta thi nhau gọi con xuân có người bỗng hét lên thôi chết mọi người nhìn xem ai nấy đổ dồn ánh mắt về phía người nọ giữa dòng nước thăm thẳm bàng bạc ánh trăng lênh đênh có một cái bè gỗ ở bên trên bè có một người ông hạ ông lực cùng với đám thanh niên họ nhau bơi ra giữa dòng để kéo cái bè vào bờ Bà hạ rú lên khi người làng lật người kia lại Trời ơi Xuân ơi Người trên bè quả thật là cô Xuân Cô gái tội nghiệp Không biết bằng cách nào Ở trên bè gỗ lại trôi ra giữa dòng như vậy Cả người cô Xuân tím tái Tay chân lạnh băng Nhưng vẫn còn hơi thở yếu ớt Màu màu Ủ ấm cho cô ấy rồi đưa về nhà nhanh lên cụ cự lãng nói như ra lệnh anh lực cởi phăng áo ngoài đắp cho xuân rồi bế thốc cô lên Xài những bước nhanh trở về làng ông bà hạ cùng với anh chị em ở trong nhà tất tả theo sau còn dân làng thì họ reo sung sướng vì đã tìm thấy người họ công canh ông thầy pháp tung lên rồi hạ xuống tiếng vỗ tay tiếng tán dương vang lên không ngớt Nhờ có thuốc của cụ cự lãng mà cô Xuân hồi phục nhanh chóng. Thế nhưng trí nhớ của cô đối với sự việc vừa rồi thì rất đỗi mơ hồ. Xuân kể. Đêm đó, sau khi chia tay anh Lực, con đi thẳng về nhà. Đi qua gốc bằng một đoạn thì con gặp đứa bé gái. Nó nói với con điều gì như là nhà nó ở ngoài đê. Nó mời con ra ngoài ấy chơi. Còn lúc ấy cứ như là người mất trí. Cứ thế mà đi theo. Rồi rồi sau đó như thế nào thì con chả nhớ. giỏi ơi, nửa đêm nửa hôm, trẻ con ở đâu mà chạy ra ngoài đường? Thế, thế bộ dáng mặt mũi đứa ra làm sao? Xuân lắc đầu. Con chả nhớ nổi, con chỉ nhớ đứa bé đó, nó dễ thương lắm. Nó nó còn cho con một cái vòng đeo cổ mặt đá đẹp lắm. Nó còn bảo con giữ lấy hộ thân, mà chắc con làm rơi mất rồi. Mọi người thở dài, Thu nói: con xuân đúng là gặp ba rồi trước giờ ở trong làng cũng từng có người bị ba dụ điều này thì thu nói quả thực không sai trước xuân có người tên là dương nhà ở ngay đầu thôn một đêm trăng đi đánh tổ tôm về ngang qua nghĩa địa thấy con thỏ trắng nhảy qua ngang đường gã mừng rơn xem ra phen này đúng là trúng mánh bắt được con thỏ gã sẽ được một bữa nhậu túi lúy nào ngờ đúng lúc chụp được con thỏ thì cũng là lúc gã thất kinh rụng rời. Bởi thứ gã bắt được chỉ là một cái giày thiêu hoa của người đã chết. Sau hôm ấy, gã ốm một trận thập tử nhất sinh. Không lâu sau thì qua đời. Cô Xuân nói. Cô đi qua gốc bàng để gặp đứa bé kia phải không? Cụ cự lắng hỏi, con Xuân gật gật đầu. Dạ vâng, đúng là đi qua gốc bàng một đoạn ngắn. Thì cháu thấy. Vậy phiền mọi người đưa tôi qua đó xem thử xem nào. Ra tới gốc bảng cổ, cụ cự lãng quan sát một hồi, đoạn cụ quay sang dần và phụng. Các anh thấy sao? cả dần và phụng đều đồng thanh, dạ. cạnh cái gốc bảng này bên dưới có người chết. Ai nấy nghe xong thì thất kinh. Tuy nhiên nếu như suy nghĩ kỹ thì việc này cũng không có gì là lạ cả. Thuở trước khi làng mạc còn sơ khai. Điều kiện còn thiếu thốn Mùa màng còn những năm thất bát Chuyện người chết đường chết chợ Là hết sức bình thường Nhưng cụ cử lãng không cho là như vậy Cụ nói Người chết là thường tình Nhưng người chết đi mà âm hồn bất tán Thì là không thường tình Bên dưới gốc bảng này Có một hồn ma u uẩn Đang tồn tại mấy chục năm Cái chết của người quá cố e rằng là có phần oan khuất cho nên mãi không buông bỏ được mà đầu thai. Theo như ý tôi, giờ dân làng ta tụ nhau lại, thuê những người bốc mộ sành sỏi đi. Làm cho người ở bên dưới một cỗ áo quan tử tế. Rồi đưa về nghĩa địa của làng mà mai tán, nhang khói đầy đủ. Như vậy, may ra sẽ không còn có cái cảnh người bị dụ thêm. Mọi người nghe chừng có lý, bèn cùng nhau đến nhà, để họp bàn công việc ở nhà ông trưởng làng thầy ơi thầy qua đây mà xem nghe tiếng dần gọi cụ cự lắng đứng lên đi đến phía gốc bàn nơi những người bốc cốt đang làm việc dần từ từ bưng lên một cái khay phủ vải điều bên trên là một thi hài đã khô quắt thưa thầy đây vốn dĩ là một đứa trẻ nhiều năm qua như vậy mà hình hài không bị tiêu tan sao mà lạ thế thầy nhỉ Cụ cự lãng xem qua một lượt Đúng như dần nói Thân xác của đứa trẻ không bị thối giữa Mục nát mà nó chỉ khô quắt vào Đứa trẻ này hẳn là con Của một gia đình giàu có Mọi người nhìn xem họa tiết theo trên áo cực kỳ tinh xảo Những người khác cũng xúm xít lại vây quanh Mà bình luận vải này là loại thượng hạng đấy Tầng lớp bình dân trung lưu làm sao có được Nhưng mà Nhưng mà nhà giàu sao lại trôn con gái bừa bãi rồi không có chăm lo phần mộ như thế Thật là khó hiểu Mộ phần của đứa trẻ sơ sinh Được hoàn thành Nằm ở trên một gò đất cao giáo vuông vắn Trước mặt thoáng đãng Buổi sáng có thể dễ dàng đón ánh mặt trời Thế nhưng những người phu mộ Lại còn có tâm Trồng xung quanh nhiều hoa thơm cỏ lạ Chỉ mong có thể an ủi được vong linh đứa trẻ Thưa thầy Liệu vong linh kia có quay lại ám dân làng nữa không? trả lời câu hỏi của trưởng làng cụ cự lãng đáp vong linh này là hồn ma vất vưởng không nhà cửa để về không nơi thờ tự vừa rồi dân làng đã xây nhà mới cho nó ta cũng đã chọn một thế đất tốt để nó an nghỉ nó sẽ không quay lại nữa đâu chỉ có điều cụ cự lãng ngập ngừng trong chốc lát đoạn cụ quay sang dần và phục những việc ta giao cho các con xong chưa Phục nhanh nhẩu, bẩm thầy Mọi việc thầy cắt đặt Chúng con xong cả rồi Sư thầy chùa Pháp Hoa cũng đã nhận lời Sáng mai sẽ đến đây làm lễ đọc kinh siêu độ Cho người qua cố Còn dân làng sẽ chuẩn bị đồ chay Để cúng bái Giấy tiền vàng mã Cũng đã sắm đủ cả rồi ạ Mọi việc coi như đã ổn cả Việc ba thầy trò cụ cử lãng Làm cho làng kim xá Tiếng lành đồn xa Chẳng mấy chốc đã lan đi khắp mọi nơi dạ đa tạ thầy giúp nhờ thầy mà con gái tôi mới cứu được ơn này chúng tôi nhất định là không quên chúng tôi có một chút quà mọn Coi như là tấm lòng thành Dạ xin thầy đừng chê ạ à. Ông Hạ nâng lên trước cụ cử lãng Một cái hộp gỗ nhỏ phủ vài điều Cụ cử lãng không khách khí mở ra xem Đoạn cụ đóng lại trả cho gia chủ Chúng tôi không lấy nhiều như thế Bác cứ cất đi Nếu được sau này nhờ bác Đem cái số tiền vàng này đi làm từ thiện Vậy là chúng tôi cảm kích lắm rồi Về phần riêng mình thì tôi xin ra chủ một chút Bạc lẻ đi đường Nói thật với bác là chúng tôi chu du khắp mọi nơi Không có sợ ma quỷ Mà chỉ sợ giặc cướp Nói đến đây Cụ cự lắng Cười cười Ông Hạ cũng méo máu cười Ông bảo Cụ đã nói thế Tôi không dám cãi Dạ tất cả xin nghe theo cụ Cụ cự lãng lại dặn thêm Tôi xem cô Xuân nhà ông là người yêu ví Cho nên dễ gặp ma Dễ bị ma dụ Ông đưa cho cô ấy cái vòng gỗ dâu này Đeo bên mình Để phần nào áp chế được tai ương Vòng này tôi đã làm phép 7749 ngày Cho nên rất linh Ông Hạ nhận lấy dối giết cảm ơn Sáng ngày hôm sau Thầy ơi, thầy ơi, bẩm thầy Phụng hớt hải Chạy đến thở không ra hơi Có chuyện gì thế anh Phụng Dạ thưa thầy Con đang nghĩ đến chuyện Đến làng Đông Xá xem thử Hôm nay ở trên huyện Người ta đã trả lão thìn về làng Làng Đông Xá Đang muốn xử chết hắn rồi đấy Khuôn mặt của cụ cự lãng tối sầm lại Nào thì đi chúng ta về xem thử quay về làng đông xá ba thầy trò mới biết thông tin của thằng phục là chưa có chính xác đúng là lão thìn được trả về làng nhưng lão đã chết nghe bọn lính lác kể lại lúc ở trong ngục lão thìn phát điên không ăn không uống liên tục la hét làm nhảm lão chỉ nói được một câu duy nhất tôi không giết người đến ngày thứ ba thì lão cắn lưỡi tự sát xác lão thìn được quan phủ trả về để dân làng chứng kiến và nội tộc đứng ra lo hậu sự bởi nhà lão thìn chẳng còn ai nói về lão thìn thì chắc có nhiều người ngạc nhiên bởi vì tuy giàu có nhưng lão lại rất trung tình cũng có người cho rằng là lão sợ vợ cho nên không dám cưới thêm bà nữa lão thìn chỉ có một vợ và bốn người con hai người con gái đầu thì đã được cưới gả còn hai người con gái sau thì bị chính cha ruột giết chết cùng với mẹ mình. Khi quan phủ đến lấy lời khai, những người nô bộc kể rằng bình thường lão Thìn là người ôn hòa, không mấy khi to tiếng kể cả đối với người ăn, kẻ ở. Nếu như chót làm sai, lão cũng không có la mắng, chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng mà thôi. Thế nhưng lão Thìn lại có cái tật xấu, ấy là đánh bạc và nghiện rượu. Về điểm này bà thìn cũng không lấy gì làm phiền lòng bởi bà thường nói đàn ông không chứng nọ thì cũng tật kia lão thìn miễn là ra ngoài không có gái gố thì lão làm gì bà cũng chịu thế có nghĩa là ông bà thìn trước giờ không có mâu thuẫn gì đáng kể lại nói vào đêm xảy ra thảm án ông thìn có đi uống rượu cùng với hội tổ tôm như lời thằng bát người theo hầu lão kể lại rằng lúc về ngang qua giếng làng lão thìn như bị hoa mắt Lão nói với nó là dưới giếng Có ai vừa lao xuống Bắt lão phải nhảy xuống vớt Thằng bát cho rằng là lão thìn say rượu làm nhảm Nhưng bị lão thìn ra lệnh nhảy xuống Thì nó không thể không tuân Thằng bát vốn là cự phách trong làng bơi lội Cho nên việc sông nước đỏ giang Không làm khó được nó Tuy nhiên ngục lặn một hồi không thấy gì Nó lóp ngóp bò lên Thì thấy lão thìn đã bỏ về trước từ bao giờ Thằng bát về đến nhà Thì cổng đã khóa nó đành phải trèo tường để vào trong cả đêm cũng không thấy trên nhà có động tĩnh gì cho đến sáng khi người làm lên gọi ông bà chủ dậy dùng bữa thì mới thấy sự kinh hoàng lão thìn ngồi ở giữa nhà trên tay còn cầm một miếng thịt người lão cứ thế mà ngấu nghiến ăn ngon lành ở trên nền nhà máu me be bét bốn xác người nằm la liệt một vài bộ phận đã đứt lìa rải rác khắp nơi khuôn mặt của những kẻ xấu xấu vẫn còn toát lên sự sợ hãi tột độ còn kẻ gây án thì ông dung như lúc ngồi nhập tiệc thật quá đỗi ghê rợn những người yếu bóng vé nghe chuyện đều cảm thấy ít nhiều buồn nôn nhưng cũng có người thắc mắc rằng tại sao trước đó làng đông xá cũng xảy ra vài vụ chết người mà lão thìn vẫn tự nhiên đến như vậy phải nói rằng mấy vụ việc đó bắt nguồn từ việc một người lái buôn ở bên xứ tàu chuyên thu mua tơ lụa của làng nhưng cậy mình quen biết nhiều quan lại cho nên ra sức chèn ép những thương nhân khác thậm chí người này nhiều lần mua hàng chịu xong dây dưa không thanh toán khiến cho ai nấy đều vô cùng bức xúc cách đây độ một tháng người tàu kia bỗng nhiên bị giết chết ở quán trọ trong thôn cho nên đến nay vẫn chưa tìm ra hung thủ việc này mở đường cho một loạt những vụ giết người khác mà nạn nhân là vây cánh trước đây của người tàu nọ dân làng ban đầu tỏ ra rất phấn khởi bởi vì họ cho rằng cuối cùng cũng có anh hùng giấu mặt đứng lên trừ gian diệt bạo nhưng rốt cuộc chuyện này lại gây ra phản ứng ngược lại bởi vì cánh lái buôn không dám vào làng thu mua đồ nữa cho đến khi chuyện của lão thìn xảy ra người làng đổ hết trách nhiệm lên đầu của lão cho rằng lão bị quỷ nhập rồi mới sinh ra giết nhiều người như vậy mấy ngày hôm nay người ta thường thấy một luồng tà khí ở phía đông của làng càng ngày càng trở nên nồng đậm nhất là về đêm cụ cự lãng cau mày phân tích nói với học trò khi ở dưới sảnh chính này bà chủ bà chủ ơi Thằng Phụng gọi Ở phía đông của làng là chỗ nào thế? Mụ Tào suy nghĩ một lát Đoạn đáp Ở phía đông Ở phía đông là nghĩa địa chứ còn ở chỗ nào? Các vị có thân bằng cô hữu nào đó không? Phụng quay lại Nói nhỏ với thầy Thầy ơi Là ở nghĩa địa đấy thầy Hay là đêm nay ta ra đấy xem thử Dần cũng có ý kiến Phải đấy thầy Không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con Mụ chủ thấy ba thầy trò thì thầm to nhỏ thì bực bội lắm. Vốn bản tính mụ tò mò, nhiều chuyện. Mụ không bỏ bất kỳ cơ hội nào để kiếm được dăm ba trái dưa lê dưa bở. Tôi tôi vừa mới nghĩ ra này. Ở, ở phía đông làng, gần ngay sát quán, ngay cái nghĩa địa có lăng mộ nhà họ Nguyễn đấy. Ừ, hoành trắng nhất làng Đông Xá. Nhất là mấy năm mới hoàn thành đấy. Người ta bảo họ Nguyễn có mảnh đất tốt để làm nơi yên nghỉ cho người chết. Cho nên con cháu đời đấy phát lên Đáng kể đến nhất là nhà bà Liễu Phú Hổ đấy Tuy rằng có nhõi mụn con Nhưng mà vô cùng tài giỏi Chưa đầy 30 tuổi Đã làm đến tận chức tri huyện rồi à, Đúng là mát mặt Mát mặt quá Một chút ngờ ngợ Nhưng dần kêu lên Có phải là cái vị quan phủ hôm nọ dẫn ông Thìn đi không? Đúng rồi Là người đấy Vừa tài giỏi lại vừa có phong thái Đến đây mụ tào chép miệng Cơ mà họ đấy động màu động mã ấy sao ấy Mà bây giờ lão thìn lão thành ra như thế Rồi đến vạ lấy cho cả làng Nói một hồi Thằng cu đem ba bát chè đặt lên bàn của thầy trò Mụ tào đon đả Khuyến mại cho thầy trò đấy Chớ có quên cái vụ buộc cầu tài cầu may nhá Phụng thấy đồ ăn thì lập tức sáng mắt cô cậu cười tít <cười> bà yên tâm một lát nữa tôi sẽ lập tức tôi làm cho vừa lúc ấy có bóng người từ bên ngoài đi vào nghĩ là có khách mụ tàu lên tất tuổi chạy ra ồ quan lớn dạ 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 lại cửa quan ạ à. <laughs> hôm nay đúng thật là dòng đến nhà tôm quan lớn đi một mình hay là có hẹn ạ à? dạ bên trong còn nhiều bàn trống lắm mụ tào nói vậy là thừa bởi ai mà chả thấy ngoài ba thầy trò cụ cự lãng thì quán của mụ có còn ma nào đâu thế nhưng có lẽ ăn nói đã thành quen mụ cứ thế tuôn ra một chàng quán của mụ trước đây vừa là quán trọ người ra người vào nhộn nhịp lại vừa là quán ăn cho nên càng đông chuyện nay vắng vẻ như vậy đúng là không ngờ vị khách vừa tới không bắt lời mụ tào mà xăm xăm đi thẳng đến bàn của cụ cự lãng mấy thầy trò đang ăn chè ngon lành không để ý đến người nọ ông khách đã lên tiếng xin cho hỏi có phải là là thầy cự lãng là pháp sư mấy thầy trò ngẩng lên nhìn thấy là một người đàn ông cao lớn ăn mặc gọn gàng gương mặt thư sinh nhã nhặn dạ vâng tôi cự lãng đây dần lắp bắp đây 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 chẳng phải là quan chi huyện sao cụ cự lãng và thằng phụng lúc này mới nhận ra quả đúng là quan tri huyện hôm nay chẳng qua là quan ăn mặc thường phục cho nên trông hơi khác mụ tào thì vẫn cứ đon đả vừa nhắc tào tháo là tào tháo tới ngay <laughs> dạ giới thiệu với cụ cự lãng đây là quan chi huyện thành cũng là người làng tôi còn đây là cụ cự lãng thầy pháp cùng với đồ đệ cao tay ấn tôi phải tốn bao nhiêu công sức mới mời về đây bằng được đấy ạ à? dạ ơ ờ, thằng cô thế còn đứng đấy thế mang trả lên xem nào ba thầy trò cụ cự lãng cũng không lấy làm để ý câu nói khoe khoang của mụ tào quan tri huyện cũng không khách sáo ngồi xuống nói vậy là mọi người vừa nhắc đến tôi Mụ Tào giả là, à, Dạ tôi vừa khen Quan tri huyện tài năng Phong thái đức độ hơn người Thế có phải không các vị à, Đúng vậy đúng vậy à, Đúng là như thế Quan tri huyện đức tài công tâm Dạ mọi người đây vô cùng nể phục Vâng tôi tên Thành Mọi người cứ gọi tên thôi Bà chủ phiền bà cho tôi nói chuyện riêng với các thầy Mụ Tào nghe Quan Thành nói như vậy thì chưng hừng, mụ gượng gạo rồi bước ra. Vừa đi vừa ngoái lại đầy tiếc nuối lẫn tò mò. Quan Thành không để mất thời gian, liền đi vào chuyện chính. Chắc mọi người đang thắc mắc, vì sao tôi lại tìm đến các vị? Không giấu gì thầy, hôm nay tôi tới là muốn nhờ mọi người giúp đỡ, để giúp tôi tìm ra chân tướng vụ thảm án nhà bá hộ thìn. Đối với tôi thì đây là việc công, nhưng cũng là việc tư bá hộ thìn tính ra là chú họ của tôi ở trong xóm ngoài làng bây giờ đang hoang mang lắm ai nấy đều cho rằng là chú tôi bị quỷ nhập ngay cả tôi dù chẳng muốn nhưng cũng đang phải dần tin vào điều ấy cái khiến tôi lo nhất nếu như thực sự mà có quỷ thì con quỷ ấy vẫn còn tồn tại sẽ gây hại cho làng tôi cũng đã nghe nhiều về cụ biết được những điều cụ làm cho làng kim xá thực sự là tôi phục lắm thôi thì mong cụ giúp cho làng để chân tướng mọi việc rõ ràng trả lại cuộc sống yên bình cho mọi người được như vậy thì thành tôi đội ơn vô cùng cụ cự lãng nghe xong vẻ mặt vô cùng hài lòng cụ ung dung nói tâm tư của quan thật đáng quý làng đông xá có quan phụ mẫu như ngài đúng là không gì bằng. Không dám giấu quan, chúng tôi hiện cũng đang muốn đi tìm manh mối điều tra sự việc. Bởi tình hình nghiêm trọng, liên quan trực tiếp đến an nguy của làng về lâu về dài. Như quan nói, làng này đang có quỷ ngộ. Nếu không mau tìm ra thì e rằng là có nhiều người phải chết. Hiện tôi cũng chưa khẳng định được gì. Nhưng quan cứ yên tâm, chúng tôi sẽ theo sự việc đến cùng nhất định sẽ giúp làng vượt qua kiếp nạn thành chắp tay dạ thay mặt dân làng tôi xin đội ơn cụ ạ à. nếu như có việc gì cần tôi giúp xin cụ cứ cho người đến tìm thành tôi nhất định là sẽ hỗ trợ cuộc nói chuyện giữa quan tri huyện và thầy trò kết thúc cụ cự lãng nhìn theo bóng lưng của anh thành khuất dần sau ván cửa nét mặt trở nên đăm chiêu Huyện Thành vừa đi thì lại có người khác tới Là một người đàn bà trung tuổi Dạ Cho hỏi có phải là thầy cự lãng Là tôi đây Người đàn bà rút khăn chấm mồ hôi Rồi khép nép Dạ lạy thầy Chúng tôi có nghe danh của thầy Dạ mong thầy có thể đến nhà tôi một chuyến Xem giúp cho nhà tôi một quẻ Cụ cự lãng tử tốn Nhà chị có chuyện gì sao Dạ bẩm thầy Nhà chúng tôi trước đây cũng có chuyện kỳ lạ nhưng cũng không có gì đáng ngại lắm chỉ là đận gần đây càng ngày tôi càng sợ tôi sợ tôi sợ đất nhà tôi bị động mã dạ mong thầy xem hộ cho rồi tính làm lễ giúp chúng tôi xin hậu tạ cụ cự lãng gật đầu thôi được rồi ta làm việc thiện cả đời há lại bỏ qua nhà chị nào thế ta đi người đàn bà nghe vậy thì mừng ra mặt bèn vội vã dẫn đường mụ tàu nhìn theo gọi với này nhớ về ăn tối nhá tôi phần cho đấy này là miễn phí nhá ờ, miễn phí thật đấy dạ thưa sắp đến nhà tôi rồi ạ à. Người đàn bà nói với ba thầy trò Khi đi về gần cuối làng Đi hết đường này Qua cánh đồng kia Bà ơi Thế bên đấy có phải là nghĩa địa phải không Thằng dần hỏi Dạ vâng ạ Nghĩa địa nằm ở phía đông Cách làng một khoảng đồng Mấy thầy trò là đang đi về hướng ấy Thưa thầy Đây hình như là quán trọ nơi lái buôn Người tàu bị ám hại Có lẽ là sau khi gặp phải chuyện như vậy Thì quán đóng cửa Dần nhìn sang một khu nhà có đề biển là đồng môn quán Ý chỉ là quán nằm ở phía đông làng Cụ cự lãng vuốt nhẹ tròm dâu Quan sát thật kỹ bên quán trọ một hồi Bỗng từ phía sau lưng người đàn bà có tiếng gọi Dạ nhà tôi ở đây ạ Dạ thỉnh các thầy vào Mấy thầy trò quay ra Không ngờ người phụ nữ lại ở ngay bên nhà đối diện Dần giả vờ ngơ ngác Này bà cho hỏi quán trọ sao lại đóng cửa thế dạ cách đây một tháng có án mạng cho nên bây giờ ế khách lắm phải nghỉ ạ bước chân vào nhà người đàn bà cụ cự lắng nhìn quanh một lượt đoạn gật gù nhà bà có vườn cây ăn quả tươi tốt quá bà chủ nhà cười buồn dạ tốt thì tốt thật nhưng cũng chả để làm gì phụng nhìn vào vườn cây rồi nhanh nhẩu sao cây cối nhà bà sai quả như thế bà không vặt đem đi bán để nó dụng nó phí ra thế kia đúng lúc chồng của người đàn bà đi ra hai ông bà nhìn nhau cười khổ nói các bác không tin thật tình là bây giờ nhà tôi chả biết phải làm sao cứ mỗi lần hái quả là một lần gặp tai nạn khi thì ngã gãy tay gãy chân có khi thì ốm đến cả chục ngày trời mãi rồi nhà tôi chán cũng chả buồn hái nữa Thế sao không chặt quách đi Ấy à, chết Chặt là chặt thế nào Giọng người chồng trầm trọng Nhà tôi trước đây cũng từng nghĩ đến cái chuyện phá Nhưng ngày lúc hạ phát búa đầu tiên lên thân cây Cái lưỡi búa nó no long ra khỏi Nó văng vào chân Tí nữa thì què giò Tôi sợ quá mới đi xem thầy Thầy phán Gia tiên nhà tôi không đồng ý cho chặt Cực chẳng đá mới phải để lại đấy ạ Bà vợ cau mày nói mà ông trả tin Nhiều đêm tôi liên tục mơ thấy năm sáu đứa trẻ con Đứa thì cụt tay cụt chân Có đứa cụt, cụt cả đầu Ngồi vắt vẻo trên cây đấy ôi, ôi sợ lắm Cứ như đây là nhà của chúng nói ấy. Gia tiên không cho chặt Tôi sợ nhà tôi động mồ động mà Nữ quỷ nó kéo về phá phách thì có Ông chủ nhà nhìn ba thầy trò Ba vị đây chắc là thầy Pháp danh tiếng Mà người làng đang đồn đại ý cụ cự lãng trả lời à, bác chủ qua lời ấy là việc nhỏ không đáng nhắc tới nhỏ làm sao được không có thầy thì chắc là con bé làng kim chết rồi chứ chả về sự đùa dạ thôi chết thế mời các thầy vào rồi từ từ để vợ chồng tôi thưa tỏ ngọn ngành ạ à. được biết vợ chồng gia chủ tên là tư nhà ông bà tư gắn bó với mảnh đất này đã dăm sáu chục năm nhưng chưa bao giờ chứng kiến cảnh điều hiu như vậy bản thân gia đình ông bà cũng đang gặp những biến cố đáng sợ bẩm thầy lúc này tôi đã kể sơ qua đất nhà chúng tôi kỳ thực là đang có vấn đề hoa trái thì chả hái được không ăn được chặt bỏ cũng không xong ban đêm lại có âm thả quấy phá cây cối thì chả nói làm gì nhưng nhưng mà những cái thứ ma mãnh kia nó đáng sợ lắm cụ cự lãng gật đầu ông bà nói không sai ngay từ khi bước vào sân là tôi ngửi thấy mùi yêu khí. Nhà các vị đúng là không sạch sẽ. Thế này đi, giờ cũng đã tối rồi. Chúng tôi xin phép ở qua đây một đêm. Xem xem là cái rốt cục cái thú gì nó đang quấy phá. Xem xem là hình dáng nó giả làm sao. Màn đêm buông xuống, ba người già cùng hai người trẻ quây quần bên mâm cơm nóng hổi Vợ chồng ông Tư kể lại chuyện cách đây một tháng xảy ra quán trọ đối diện. Lúc đó quán đông khách lắm, hầu hết là thương lái từ xa tới. Trong đó có một người tàu tên là A Bửu. Bửu trước giờ cậy có quan hệ rộng, đốt lót nhiều cho khách quan trên. Cho nên hồng, ngông nghênh hống hách, thường xuyên gây sự chèn ép các lái buôn khác, cấu kết với giang hồ, thu tiền mãi lộ. Nhiều nhà trong làng chẳng muốn bán hàng cho Bửu Sợ thế lực của hắn Cũng không dám tỏ thái độ là mình có quan huyện thành Là người quang minh chính trực Sao lại không ra mặt trừng trị Phụng hỏi Ông Tư thở dài Chú ngây thở lắm Trốn quan trường nhiễu nhương Đâu có đơn giản như chú nghĩ Một mình quan huyện thành có làm được gì Bọn kia nó móc nối ăn dây với nhau Huyện thành còn trụ được đã là giỏi lắm rồi Nói như vậy cũng không có nghĩa là huyện thành không có công. Ông ấy rất chú trọng, quan tâm sửa chữa đường xá đê điều cho dân. Cùng với đó là việc khai khẩn đất hoang. Nhờ có ông ấy mà nhiều vùng đất hoang hóa trở nên có giá trị. Thế quay lại câu chuyện ban nãy đi. Lão Bửu vì sao mà chết? Dần sốt sắng hỏi. Thì người ta đồn bởi bị một thế lực đối đầu thanh trừng đấy nhưng cái chết của hắn sợ lắm bởi quá lâu không thấy hắn ra khỏi phòng chủ trọ buộc phải phá cửa mà vào nhưng cháu ơi lúc vào đến nơi thì hắn chết từ bao giờ chân tay đứt lìa vung vãi cổ bị vặn ngược từ đằng trước ra đằng sau nhất là cái xác của hắn nó thối rình lên như là chết từ lâu rồi ấy. trong khi là chủ trọ khẳng định là tối qua vẫn còn gặp cụ nghĩ xem thanh trưởng nhau có nhất thiết phải giết người dã man như vậy không mà sao chết lại kỳ quái như thế cụ cự lãng nói vậy ông nghĩ cái chuyện lão thìn với chuyện tên bửu có liên quan đến nhau ông tư thật thà nếu theo cách thức mà lão thìn giết người thì mười phần là thằng bửu cũng do lão giết ngặt nỗi tại hiện trường thằng bửu không để lại dấu vết gì của lão thìn giết Người ta nói là lão thìn lão thành quỷ rồi Nhưng dù thế nào Thì là vẫn trong xác người Khi hành động thì nhất định Là sẽ để lại chứng cớ Chưa từng thấy con quỷ nào giết người Xong xóa dấu vết như thế Cụ cự lãng gật gù cho là phải Những người trong thôn Thì vẫn chưa hay biết gì Chỉ có mấy thầy trò cụ cự lãng Là hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây nhưng bây giờ có nói ra thì Cũng chỉ làm cho lòng người thêm hoang mang Ông tư tiếp Ban đầu tôi cũng như mọi người Nghĩ rằng Lão Thìn là hung thủ Nhưng sau khi nhà tôi xảy ra những sự lạ Thì tôi không cho rằng là như thế Cho nên vợ chồng chúng tôi đâm ra lo lắm Cụ cự lãng chấn an Ông bà cứ bình tĩnh Các vị đã tìm đến chúng tôi Chúng tôi nhất định bảo vệ hai người đêm hôm ấy khi tất cả đã chìm vào giấc ngủ bóng trăng đã lên đến đỉnh đầu phía nhà trọ bỗng phát ra những tiếng trẻ con cứ cười khanh khách lúc xa lúc gần tập 1 xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe Xin chào và hẹn gặp lại